Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1996, trú tại thành phố Hà Nội, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá phát hiện Lâm có hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc. Quá trình điều tra, Lâm thừa nhận từ đầu năm 2023, Lâm từ Hà Nội vào thành phố Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật. Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, Lâm đã cho 5 người phụ nữ trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày với lãi suất 365% một năm, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định, thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.